bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Diện lại gặp vận xui đeo bám, hạnh phúc đến vạn gia mãi không có lịch chiếu khiến fan lo lắng. Bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia của Triệu Lệ Diện mãi chưa có lịch lên sóng chính thức khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Hạnh phúc đến vạn gia là bộ phim được Triệu Lệ Diện khởi quay từ năm 2021. Đến tận hiện tại, bộ phim vẫn chưa biết khi nào sẽ đến tay khán giả. Phim công bố thông tin dàn diễn viên vào tháng 8 năm 2020 và được khởi quay ngay sau đó. Đầu năm 2021, bộ phim hoàn thành với dự kiến được chiếu vào tháng 4 cùng năm. Tuy nhiên sau đó, Hạnh phúc đến vạn gia bị lùi lịch chiếu vô thời hạn, khiến fan vô cùng bất ngờ. Sự cố về điều phối lịch phát sóng khiến bộ phim bị rơi xuống đầu năm 2022, dự kiến là ngày 25 tháng 1 với số lượng 40 tập, nhưng đến tận bây giờ là tháng 4, bộ phim vẫn chưa được lên sóng. Fan của Triệu Lệ Diện hết sức lo lắng cho thần tượng bởi sự xuất hiện lẹ tẹ, ít ỏi của nữ diễn viên khi lên sóng truyền hình. Khi những sao nữ khác đang cạnh tranh quyết liệt với loạt phim chất lượng như Ngự Giao Ký, Thạ Thí Thiên Hạ, thì Triệu Lệ Diện vẫn chật vật và gặp nhiều khó khăn. Sao Ai Là Hung Thủ, chưa có bộ phim nào của cô nàng được lên sóng trong nửa năm trở lại đây. Hạnh phúc đến vạn gia là bộ phim xoay quanh nhân vật chính tên Hà Hạnh Phúc, cô gái thôn quê được gả đến vạn gia trang. Hạnh Phúc phải chịu đựng đau khổ bởi sự chèn ép của mẹ chồng, cuối cùng đánh ly hôn và bỏ lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Trải qua những khó khăn nơi thị thành, Hạnh Phúc thành công trong sự nghiệp của mình và là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ thời đại mới. Đây là bộ phim đánh dấu sự chuyển mình trong hình tượng của Triệu Lệ Diện. Chính vì thế, người hâm mộ rất mong chờ sự xuất hiện của nữ diễn viên. Hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin nào mới về lịch phát sóng của Hạnh phúc đến vạn gia. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.